chợ chợ cái làng lộ kê làng làng lộ kê là có nông này cái chợ mà đúng như chồng ngày xưa mặc áo mớ quần ba xong chợ lợp bằng phía bổn như thế này ở cái làng chợ trọng nhớ trong cái làng này cũng như là ngày bao giờ là ngày đã đến ngày hội của hai ngày rồi của cái làng này đồng. Đây họ định á.
đổi chứ. Em đổi cho nó đổi vị trí đi cho mỗi đứa nó được hưởng. Như nhau nó kiện. Thế nên nó không nói được chứ. Cây nhà đào hôm qua xuống mua kem ở siêu thị. Nhìn cái lớp đầu nhà đào rất là to. Và dưới siêu thị và trên của tôi đầy. To hơn này. Bán đất đây. Không biết nó. Nhà đào mà nó gọi nhà đào Mỹ. Nhà đào Mỹ là Mỹ sao bọn con Việt Nam cái giống, mình được. Cái giống. Giống to như nhà mình nó to đấy. Mang về nó trồng Việt Nam. Có một thời kỳ như ông làm triệu phú, tỷ phú nó cái nhà đào đổ chặt hết cây cối để trồng nhà đào và xuất khẩu. Ông mát mà, cái đào sữa nhà đào bán cho công viên của nó và bạn cũng thích. Chè nhà đào cũng ngon. Ông thấy ra sần sật ngon hơn là ông ta làm bằng thạch thôi. Dễ tay trái đấy ạ. Bụng lắm. Chà báo gì, cái dòng dạy tóc xuống, dược quá như tóc.